bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Giờ này ta vẫn tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4:15 ngày 23 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 21 tháng 3 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái kỳ thứ 93, và chúng ta vẫn còn nghiên cứu để phát triển cái chánh kiến trong bát chánh đạo. Như thế thì cái chánh kiến này ta nói lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất hôm qua tôi giới thiệu tổng quát những cái điểm thế nào mà mình có thể mình làm cái chuẩn cho chánh kiến, cũng như giới thiệu tổng quát những cái điều gì mà mình làm cái chuẩn cho tà kiến. Nhưng mà nói hôm qua là hết hơn tiếng hồ. Và thật sự thì nói bao nhiêu đó chẳng có thấm thía gì với cái chánh kiến với cái tà kiến, mà lẽ ra là cái người tu sĩ chúng ta cần phải chỉ rõ cho Phật tử, cho Phật tử tại gia, cũng chỉ cần phải chỉ rõ cho những người đệ tử Phật xuất gia trong hàng ngũ tăng sĩ, khất sĩ của chúng ta. Lẽ ra chúng ta còn phải nói nhiều lắm, phải chỉ nhiều lắm, mà chỉ nhiều lắm nếu mà nghe ra rồi đó thì nó thành ra vụn vặt. Nó thành ra vụn vặt bởi vì đối với cái người mình ta tu hành, mà người ta có trí tuệ rồi đó, thì nó không có khó. Vấn đề chánh kiến và tà kiến nó không có khó gì mà phải nói nhiều dữ vậy. Cho nên nếu mà nói thêm nữa đó, đối với người ta học đạo giỏi, ta tu giỏi và ta có chủng tấm đại thừa đó, nghĩa là những người mà ta có cái chủng tấm không có quan đường, không có ảo tưởng, không có mê tín, không có dị đoan, không có siêu hình, không có gửi gắm tâm hồn cho những cái thứ quỷ thần ma quái hoặc dưới đất hoặc trên trời. Những người ta không có cái tấm đó thì ta nghe nó vậy, mày sao cái ông này nói nhiều quá, nó dễ ợt mà ông này ông nói nhiều quá, ông nói cho ai vậy? Kỳ thật có cho ai đó. Đối với ai đó thì nghe nó dư, nó vụn vặt. Nhưng mà phải nói rằng tuyệt đại đa số đều là không có dư. Nghe tới khi nào chán ngán, nghe cũ nghe nhàm vậy là đối với ai đó, một số có thể nói là số đông của nhân loại, chứ không phải là số đông trong cái người Phật tử Việt Nam thôi đâu. Số đông cả nhân loại là không có duyên. Nói một cách khác là số đông của nhân loại, cái tín ngưỡng của người ta, cái đức tin của người ta mình không có dám nói. Mọi người đều có cái đức tin riêng, có cái tín ngưỡng riêng, có tôn giáo riêng, điều đó mình không dám nói gì hết. Quyền, đó là quyền của con người. Nhưng mà cái mà mình có thể nói là tin như thế nào là tin, là người để giữ mặt. Vấn đề đó là cái mà vấn đề mình nói, tu sĩ mình nói,
mình nói cho mình và mình nói cho Phật tử mình. Cái đó là cái quan trọng. Chứ thật sự mà nói thì là người ở trên cái vũ trụ này tin nhiều lắm, tin cái tin mà nó không phải đạo Phật đó, nó nhiều lắm. Mình nói là ta tin sai sai lạ thì mình cũng không nên nói, không dám nói. Nhưng mà nói là thật sự là so với đạo Phật thì cái đó nó sai lạ, sai lạ, bởi vì nó không có thực, nó không có thực tế. Nó thuộc về cái đức tin đó là do cái sự non lòng yếu dạ, tự thấy mình không đủ sức đương đầu với những cái khó khăn, vượt qua những cái trở ngại, cho nên là phần nhiều là ý là nương nhờ, phải tìm một cái chỗ để nương nhờ, để đỡ lắm, để an ủi. Mà cái an ủi đó không đem lại kết quả thật sự gì hết, không đem lại cái sự an lành hạnh phúc thực tế nào hết. Nhưng mà tại vì người ta yếu đuối, vì yếu đuối cho nên là phải gửi gắm ở đây một cái đấng, cái ông, cái thần thánh nào đó. Nó giống như cái tâm trạng của trẻ con, của tụi hồi nhỏ vậy. Ông già mà ở nhà đó thì mình sợ lắm, ông đi lại phía trước thì mình đi lại phía sau, ông đi về chỗ này mình đi chỗ khác, không dám nhìn, không dám gần ông. Nhưng mà ông bỏ nhà, ông nhiều lẽ gì đó, ông đi, ông già từ đó, ông đi non đi núi, ông đi nửa tháng ở nhà trong ơi là trong, trong dữ lắm, trong mà quý, mà kính, mà thương, mà nhớ, dữ lắm là tại vì mình sợ, tại vì không có cha, là con mà ta nói rằng là không có cha, như nhà không có nóc. Là chưa kể là cái ý nghĩa cao sâu, bảy nghĩa tổng thường là không có ông cha mình ở nhà thì mình rất dễ sợ ma. Chiều chạm dạng vậy đó mà đi ra ngoài sân thì mình nhìn thấy cái cây nào cũng có mặt người trong đó, trên cái da của một cây cao mà mốc meo vậy là mình cũng thấy cái mặt của ai đó, có rô có ria, thấy sợ. Nhìn qua một cái cây xoài lớn, cái xoài thiệt là to, hồi xưa xoài to lắm, cây một người ôm, hai người ôm, nó chán cả, như là một hai ngàn thước đất vậy đó. Mình nhìn lên cây xoài giá tối rồi, nhìn đâu cũng thấy làm gì có cái mặt ai trên đó. Rồi nhìn lên đám mây cũng thấy có như cái tưởng tượng, như cái hình là ông gì, bà gì, con gì, thằng gì ở trên đó, thành nó sợ dữ lắm. Nhưng mà có ông ở nhà thì mình sợ ông, mà ông đi không có ông là mình sợ đâu. Do vậy mà cái tâm trạng của những cái đứa trẻ con nó không có cha hoặc không có mẹ ở nhà đó, nó sợ hãi dữ lắm, nó phải tìm cách để nó nương. Nếu mà không cha không mẹ ở nhà là phải nương nương gì, nương chú, nương bạn. Còn cái con người ở trên vũ trụ này mà không có cái chỗ để gửi gắm tâm hồn để nương, nó sợ dữ lắm. Do vậy mà trên thế giới thì bao nhiêu ngàn chủng tộc trong bao nhiêu nước đều là có cái đức tin của người ta. Mà đức tin đó thì đương nhiên là mình không nên nói, mình không nên phiền khác gì hết. Nhất là ngày nay thế giới đã có cái đồng ý nhau là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, rồi tự do trong cuộc sống, tự do hành động, tự do phát biểu theo cái quyền của người ta. Do vậy mà mình không nên nói nhiều, mà mình có nói là chẳng qua là mình nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật, hai cái giới của người đệ tử Phật, đó là giới xuất gia và giới tại gia. Do vậy mà mình nói cái tính, mình muốn nói chánh kiến này là mình phải mở cái mặt cho rõ ràng, là mình nói trong cái chánh kiến này là cái chánh kiến để dành cho những người Phật tử xuất gia cũng như tại gia trong đạo Phật, vì đạo Phật, vì kinh điển của Phật, vì chánh pháp của đạo Phật mà mình nói.
Còn mà ví dụ như nó không phù hợp lại với các cái tôn giáo khác, đó là cái chuyện của người ta. Mình không có ý dùng ý đồng tới trong đó, không có phê phán. Bởi vì có khùng điên mà phê phán đi nữa thì cũng không được cái gì hết, mà làm cho mất lòng nhau tôn giáo này giữa tôn giáo này và tôn giáo khác thôi. Chứ rốt cuộc rồi mình là cái người khùng điên, không bao giờ mình đưa nhân loại vào một cái hướng nhìn, một cái đức tin mà được bao giờ. Cho nên đây mà có nói là nói cho những người tôn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người đệ tử Phật. Thế thì hôm nay á, tôi đưa ra một vài cái điểm, một vài ý để làm cái tiêu chuẩn chánh và tà. Chứ còn nếu mà nói chi tiết ấy, thì có nói 10 lần nữa cũng không hết, cũng không chỉ hết thế nào là tà, cũng không chỉ rõ hết cái nào là chánh. Nhưng mà bữa nay tôi đưa ra cái tiêu chuẩn này cho đại chúng, cho tăng ni trẻ cũng như cho Phật tử gần xa để ý. Một cái điểm thứ nhất mà để có thể làm tiêu chuẩn là chúng ta nhớ rằng là đạo Phật đạo Phật là cái lý tưởng của đạo Phật là vì con người, đạo Phật là vì con người. Nói rõ ra đó là vì con người mà Đức Phật đi tu hành để tầm đạo, để tìm một cái con đường, tìm một cái con đường để mà giải thoát, để mà loại trừ, để mà bỏ bớt những cái nỗi khổ của kiếp con người. Cho nên đạo Phật là đạo vì con người và vì sự an lạc hạnh phúc của con người, muốn cho con người bớt khổ để được hạnh phúc, được an vui. Muốn cho bớt khổ để được hạnh phúc, được an vui. Và nếu được, nếu con người bằng lòng nghe mà có thể làm được, tự mình thắng được mình trọn vẹn, thì có thể hoàn toàn dứt khổ và được hoàn toàn hạnh phúc, an vui. Thì cái lúc đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn, chữ Niết Bàn là có nghĩa giải thoát. Chữ Niết Bàn tức là giải thoát. Mà chữ giải thoát có nghĩa là con người tự do. Bởi vì tại sao tôi nói nghe đơn giản vậy? Đó là sự thật. Con người mà đủ can cường, đủ nghị lực, đủ can đảm mà loại trừ tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc, là một con người nó vượt ra nổi cái ao tù, vượt ra khỏi cái ao tù của cái nhà tù, vượt ra khỏi cái nhà tù của vô minh, của dục vọng. Chính vì vô minh dục vọng nó làm cho con người thành ra bị giam hãm, bị nhốt ở trong cái nhà tù của tam giới. Cho nên con người mà còn nhiều tội lỗi đó, thân khẩu ý còn làm nhiều tội lỗi mà không chủ động được, không làm chủ được thân khẩu ý của mình. Giống như bữa trước tôi nói về chữ thánh, chữ thánh là cái người làm chủ thân khẩu ý, gọi đó là người thánh. Mà mình không làm chủ được thân khẩu ý của mình đó thì là mình bị cái thằng chủ ngục là vô minh nó lùa mình, nó nhốt mình ở trong cái nhà tù của tam giới.
Do vậy mà chữ Tàu, chữ Hán á, người ta tạo hình, người ta giả tá, người ta hội ý, ta viết cái chữ tù á, là cái bộ khung, cái bộ khung nó vuông nhất y như là cái chuồng gà hay là chuồng trâu, chuồng gì đó, nó vuông nhất, nó nhất vào trong đó đã trong cái ruột của cái bộ khung đó là chữ gian ở trong. Thế thì cái con người mà con người trần ai, con người mà còn đau khổ đó, thì con người đó giống như là con người nó bị nhốt ở trong cái ngục tù vậy. Chứ tù là con người bị nhốt. Thế thì ở trong tam giới đau khổ nhiều quá, khổ thân, khổ tâm, khổ cảm, khổ trong đời do tâm tế lục thô kiến tự hoặc trần sa hoặc, mà cái thằng chủ ngục là vô minh, đó là vô minh nghiệp tướng. Rồi còn tay em của cái thằng chủ ngục đó, đó là năng kiến tướng, cảnh giới tướng. Rồi còn một cái bè lũ của nó nữa là chiến tướng, tự tục tướng, chấp thuộc tướng, kê dịch tự tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng, đó là tâm tế lục thô. Đó là cái bọn cai ngục và nhân duyên của cai ngục nó làm, nó nhốt con người trong tâm giới. Do vậy mà con người mà không làm chủ được mình á, thì mình bị nhốt ở trong cái ngục tù tâm giới. Và nếu mình biết tu tập thì mình được gọi là giải tỏa được, ra khỏi được ngục tù tâm giới đó, thì mình có được niết bàn. Vậy thì niết bàn là gì? Niết bàn tức là con người giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là cái chữ giải thoát là cái nghĩa đen của nó là triền thuộc. Thế còn bị giam giúp nhà, giam giúp ở trong ngục tù thì còn bị triền thuộc, còn bị hoặc là trói, hoặc là cầm, hoặc là xiềng, hoặc là xích, rồi bỏ trong một cái ngục tù. Gọi đó là người phạm phu, người còn nhiều tội lỗi. Còn cái người mà vượt ra được cái đó đó thì là cái chuyện giải thoát, tức là con người tự do. Tự do là con người được là giải tỏa hết những sợi dây, những cái còng, những cái xiềng, những cái xích mà nó truyền thuộc mình. Cái chữ truyền thuộc, cái chữ truyền đó là chữ tạo đó, nó rất là rõ ràng. Chữ hấn nó rất là rõ ràng, chữ truyền cái chữ thuộc là nó có cái bụng mình. Chữ truyền cũng có bộ mình, mà chữ thuộc cũng có bộ mình. Bộ mình đó là để biểu trưng cho nó là dây là nhợ, là gông cùm, là xiềng xích, những cái trói buộc. Thế thì hai chữ truyền cũng tức là chỉ cho những người không có tự do, con người bị cột, bị trói, bị xiềng xích. Cho nên cái chữ niết bàn tức là có nghĩa là giải thoát, nó là giải thoát đức. Giác ngộ là trí đức. Giác ngộ là trí đức. Còn niết bàn là đoạn đức. Đoạn đức cũng gọi là giải thoát đức. Đó là cái đức giải thoát. Mà giải thoát tức là bỏ hết những cái gông cùm xiềng xích trói buộc, dây dợ trói buộc, tức là con người tự do. Do vậy cho nên cái đạo Phật là Đức Phật chỉ bày cho con người cái cách mà để vượt ra khỏi cái ngục tù tam giới để được tự do. Cho nên không có gì khác hết, không có cái gì khác hết. Chỉ vì con người chỉ cách cho con người được loại bỏ những cái vô minh. Vô minh là nguyên nhân của triệt lộ đó, tạm thế là thô kiến hoặc tùy hoặc trần sao hoặc ra, để được ra đường biết bạc. Đường biết bạc là gì? Đường biết bạc tức là được giải thoát. Được giải thoát là gì? Tức là được tự do. Còn ai mà không có được biết bạc là con người không có tự do. Nói như vậy, người hỏi, ủa vậy như tụi tôi đâu có bị ở tù gì đâu? Có đó chứ. Nhìn bằng cái nhãn quan của gọi là Phật nhãn, dùng Phật nhãn mà nhìn
dùng tuệ nhãn mình nhìn thì có chừng đó, chúng ta coi là đi sân sẵn sờ sờ vậy đó, thậm chí là có khi lên xe xuống cửa nữa mà mình bị đột tù mình không hay đó. Nhưng mà nhãn quan của tuệ nhãn của mặt nhãn là mình đột tù mình không hay. Chứ đi máy bay coi vậy chứ mà không phải là ngon đâu. Ngon thì đối với nhục nhãn là nhìn thấy ngon, bởi vì có những người ta không được đi máy bay, ta không có tiền để đi máy bay. Chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn của Phật, nhìn bằng pháp nhãn của những người đạt đạo, coi đi máy bay, đi xe hơi thức xuyên vậy đó, nhưng mà người đó không có giải thoát, không có tự do, ngồi đó mà đau khổ tràn ngập. Thậm chí là những người ngồi trên phi thuyền Ocolo hay là phi thuyền Sương Nước hoặc phi thuyền gì đó ở trên tầng 1 hay 5 ở trên phi thuyền vậy đó, bay trên bao nhiêu tầng mây vậy đó mà cũng không phải là con người tự do. Bởi vì đi ngồi trên đó chứ có mục đích, mà mục đích đó là do người khác, người ta công cử, người ta sai sử, người ta bắt buộc mình phải đi, vì nghề nghiệp mình phải đi, vì bổn phận là một người thanh niên của thời đại, của đất nước đó, ta bắt buộc mình có khả năng học kiểu đó thì mình phải đi làm nghề đó, thì mình phải ngồi trong đó, cho nên ở trong đó mình nhớ vợ trần ai vậy đó, nhớ vợ cái con trần ai, chứ không phải là ở trên mây vậy đó là có tự do, có giải thoát đâu. Rồi dưới này mấy ông bác học dưới này thì chỉ đạo lên bữa đó, ngày đó anh phải làm gì, anh phải ra ngoài sao, ra ngoài mà ra ngoài trong không có trọng lượng đó, anh phải cột dây sao sao dưới này điều khiển hết mình mà làm sai một chút là bỏ mạng đấy. Cho nên là dầu ở trên chính tầng mây vậy đó mà vẫn không phải là giải thoát, vẫn không phải là tự do. Còn mà nói chuyện mà các cái đấng chính trị trên thế giới này là nguy quyền dữ tận như đó mà cũng không có giải pháp, cũng không có tự do, bởi vì tổng thống là do dân cử, từ dưới mà mình đi lên, mà từ dưới mà đi lên thì cũng có thể từ trên rớt xuống. Do vậy cho nên hiện giờ trên tổng thống trên thế giới đó, ở bên Bắc Phi, Trung Phi đó, tổng thống người ta đòi bổ xuống dần dần dần, ta hạ bệ dần dần, rồi buộc lòng phải cử, rồi phải đánh giết nhau thành ra giặc trong nội chiến trong nội bộ đó, chết dần dần ngày từ 20-30 người tới 100 người đó. Thế thì làm tổng thống vậy chứ mà nó có tự do, đâu có được giải thoát gì đâu, muốn đi ra ngoài đâu có được, chức lớn quyền cao vậy đó mà đi đâu là phải có xe tăng thiết giáp ủng hộ, thì vệ sĩ đông đảo vậy mà giữ còn không khỏi. Nước Mỹ đâu vừa mà hồi đó là tổng thống Kennedy lên nó chưa được bao lâu là nó hạ bệ, nó giết luôn tổng thống Kennedy nữa chứ. Cho nên là tổng thống cũng đâu có tự do, cũng đâu có giải thoát. Tôi nói cái đó thì nói ít thì đại chúng hiểu nhiều hơn tôi mà. Tôi biết rằng có nhiều người hiểu nhiều hơn tôi dữ lắm. Thì tôi nhắc nhở vài cái điển hình vậy thôi. Cho nên cái đạo Phật là vì con người mà Đức Phật ra đời, mà Đức Phật truyền đạo, chứ không có gì cái gì khác. Do vậy mà cái tiêu chuẩn mà tôi muốn nói ở đây đó, là đạo Phật là phải dựa vào sự thật, dựa vào con người và dựa vào sự thật của đời sống con người. Đức Phật chỉ ra ba tạng kinh điển đó, gọi là ba tạng đó, thầy trò đúc kết ra thành ba tạng kinh điển đều là vì con người, chỉ một con đường để con người tự mở khai đường mở lối, để cho con người vượt ra cái ngục tù của tam giới, để cho con người có được giải thoát tự do, gọi đó là niết bàn. Vậy thì niết bàn là con người tự do, là con người giải thoát, là con người không bị cột trói ràng buộc, không bị nhốt ở trong cái ngục tù. Chứ đạo Phật không có cầu gì khác hết. Nếu mà Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà cầu cái gì khác là không phải đạo Phật. Phải có giải thoát ngay từ cõi đời này,
nghĩa là phải vượt ra tam giới. Mà muốn mà vượt ra tam giới đó thì tôi nói ra nhiều lần rồi, cái bài thơ mà khó làm chiều, nhìn khó làm chiều nhớ với ai, nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Như Lai là thế nào? Là một cái người xuất ly tam giới ngay quê mẹ, là cái người thành đấng nhân sư tại cõi này, một người được giải thoát ở trên mặt đất này, một người có vượt ra khỏi ngục tù ngay trên mặt đất này, như cái người giải thoát trên mặt đất này, chứ không có ai khác. Vì vậy mà cái tôi xin nhắc là tất cả những cái gì có tính cách lại lục ai đó, van xin ai đó, cầu nguyện ai đó, cúng bái ai đó, tất cả những cái đó không ai đọc. Cái đó nó thuộc về duy tâm. Duy tâm kêu bằng duy tâm chủ quan, duy tâm cực đoan, duy tâm siêu hình. Duy tâm đó nó đưa tới con người nó thành cái bằng mê tín. Duy tâm đó nó đưa con người nó thành cái bằng ảo tưởng hoang đường, gửi gắm tâm hồn bằng lòng là làm nô lệ cho một đấng mà kỳ thật không có đấng nào. Mình tưởng tượng mình bằng lòng làm nô lệ cho một đấng để mình nhờ cái đấng đó cứu rỗi cho mình, giúp đỡ cho mình vượt qua tai nạn, hoặc làm ăn được đất thời đất thế, hoặc là vượt ra những nạn khổ. Không hề có, nó thẳng là không hề có. Đó là một cái tiêu chuẩn mà tôi nói mạnh nhất từ trước tới nay. Cho nên là tôi nói rồi, tôi biết rằng là tôi nói rất là khó nghe, và không phải ai cũng nghe, và thậm chí có người nghe là phản đối kịch liệt. Nhưng mà nếu mà các vị có phản đối đi thì tôi cũng mong rằng là các vị hãy suy nghĩ cái đã. Bởi vì nếu là đệ tử Phật thì phải nghe rồi phải suy nghĩ. Mình có quyền nghe tất cả, nhưng mà cái gì cũng phải suy nghĩ tất cả. Kêu bằng văn nhi tư, tư nhi tu, được quyền nghe tất cả. Rồi mà phải dùng cái ý thức của mình, cái trí tuệ của mình để nhận thức, để đánh giá. Chừng nào đúng thì nghe, chừng nào không đúng thì cái đó phải bỏ đi, bất cứ là nghe từ ai nói. Cái đó là cái tiêu chuẩn của đạo. Chừng nào mà đúng rồi đó, mình thấy nó thực tế đó, nghĩa là phải là cái đạo Phật, cũng như giáo lý của đạo Phật là vì con người chứ không có vì ai hết. Mà nếu mình đem cái đạo lý đó mà mình gọi là tu, mà con người mình không có cái gì giải thoát hết. Nghĩa là những cái phiền não ràng buộc khổ đau của mình vẫn còn bị ràng buộc dài 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 trong cuộc sống mình, mấy mươi năm đều bị khổ dài dài, tức là mình không phải tu theo đạo Phật rồi, tức là tu sai rồi. Nếu một người mà chịu mở trái thì người ta mở mỗi ngày, nó mỗi ta bỏ dây ra chứ, ta tháo dây ra, hoặc là ta cắt dây ra từng cuộn ta bỏ ra hết, rồi cuối cùng người ta phải là không còn bị trói nữa, thì mới gọi là cái người học cái đạo mở dây và mở cột. Còn nếu mình nói mình là cái người mà mở cột mở dây, mà mình mở hoài mà cái hai cái chân của mình và toàn thân của mình đều bị bao, bị quấn, bị cột, bị xiềng, bị xích, bị cột, thì sao gọi là cái người mở dây được? Cái miệng dầu có nói mở dây đi nữa mà cả đời mình đều là bị cột vào trong cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, nên bị cột, bị nhốt ở trong cái ngục tù của tham, của sân, của si, của tam giới, của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, rồi bị buông ở trong cái là hỷ nộ ai cụ ái ố dục mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Tất nhiên là mình không có mở được sự dây nào đó. Nếu mà đúng cái mừng quýnh lên, rồi gặp cái giận là mình giận dữ lên,
có người giận dữ dân như vừa thì tới bữa kiện tụng, mà dân nữa là thậm chí là giết hại lẫn nhau, rồi gặp thương là thương đi gốc thương đeo lãnh thương đóng núi thương, nghĩa là không biết lãng hại, rồi gặp sợ là sợ hãi kinh hoàng. Nó mà sợ hãi kinh hoàng, vì sao anh sợ hãi kinh hoàng? Là tại vì anh còn cái bản ngã quá nặng, cái ngã thì cái ngã sở hữu quá nặng, cho nên là khi mà gặp việc sợ là sợ dữ lắm. Chứ người tu cao rồi, tu tốt rồi đó thì ta thấy được cái ngã nó rất là nhẹ, cái ngã sở hữu lại càng coi như không có gì, thì cái sợ đâu có sợ nhiều. Tức là nếu mà còn nguyên mừng giận thương sợ yêu ghét muốn mà nó còn nguyên như vậy, có nghĩa là mình không có cắt dây, không có mở dây, không có mở nút, cho nên mình không có được gì hết. Ê, cái chỗ đó, cho nên tôi nói tăng ni trẻ để ý coi, mình phải có lại loại bỏ những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn từng phần trăm nào đó, chứ không có cái gì hết là không được. Nhưng mà quá trình đa số là không có được gì đấy nha. Có khi mình làm chủ trì rồi đó mà mình cũng không có được cái gì, chưa động tới cái thức tình đó, chưa loại bỏ được phần nào lục dục hết. Thế là quá trình đó mình tu sai đó. Đạo Phật là gì? Con người mà mình tu hành mà mình không phải vì người, bởi vì mình vì mình mà còn chưa được gì hết thì còn mình vì ai cho được. Cho nên cái tiêu chuẩn là mình phải làm sao? Mình phải tu tập dựa theo cái nghĩa Đạo Phật phải phục vụ cho con người, vì con người, làm cho con người ra khỏi ngục tù của tam giới, vì con người, làm cho con người cởi mở tất cả những cái sự ràng buộc trên vượt của thất tình, của lục dục. Ngoài cái đó ra, bất cứ là lại ông gì bà gì, lại ai thần nào thánh nào để cầu nguyện gia sinh gì đó mà không có đem lại cái sự cởi mở của con người là sai, là tà kiến đấy. Cái chữ tà chính là mình lấy cái đó mình làm cái chuẩn. Tất cả những cái làm sao cho con người ra khỏi một tù tam giới, phải tự tại tự do trước thất tình lục dục, trước cái giặc thù của vô minh, là đạo Phật, là trúng đạo Phật. Còn bằng không rồi, tất cả những cái thức cũng lại ha, tất cả thức cũng lại, nó thẳng là tất cả thức cũng lại gian sinh cầu nguyện ai đó đều sai hết, đều là tà kiến hết, kể cả lại Đức Phật, cúng Đức Phật, gian sinh Đức Phật, cầu nguyện Đức Phật, kêu tên cả ngàn ngàn vị Phật, gọi là lại tam thiên Phật đó, chặt lắm. Không có Phật nào mà ngồi đó để cho người ta lại rồi thấy người ta lại còn việc phù hộ, không có. Ông Phật không có làm điều đó, cho nên đừng có lại, đừng có lấy tam thiên Phật mà lại, không nhầm gì hết. Đừng có lại Diệt Sư Quan Như Lai. Phật Thích Ca là Diệt Sư rồi đó, Phật Thích Ca là vô thượng y dương đó. Phật Di Đà cũng là, ta có cái bài kệ để tác Phật lại vô thượng y dương, nguy nguy kim tướng thấm hào quang, khổ hải tác châu thoàng. Là Phật là một ông thôi, ông nào cũng như ông đấy, đều là vô thượng y dương đó, tức là vị thầy thuốc mà không còn thầy thuốc nào giỏi hơn. Phật là một cái người giỏi, đức độ ở bên trên, nhưng mà nguyên nguyên kiến tước thân Phật là tiêu biểu cho cái sắc vàng phóng hào quang, hang khổ ái tác châu thành,
tức là một cái mặt nào cũng vậy, giống nhau là chiếc thuyền chiếc bè nó đưa người ta qua biển khổ, mà đưa qua biển khổ bằng cái cách là giáo dục, là chỉ bài những cái giáo lý, những cái chân lý cho người ta văn như tư tư như tu để đưa người ta qua biển khổ bằng cái cách giáo dục đào tạo, chứ không phải là làm chiếc ghe rồi niệm kêu tên tới danh hiệu mình niệm cái mắt bỏ trên chiếc ghe gọi là chiếc thuyền mắt nhã, cái đó về nó bị dữ tận. Có khi ta vẽ chiếc thuyền ta gọi là thuyền mắt nhã, cái chữ đó người ta dùng một cái chữ ẩn dụ sâu sắc. Ai tu học bát nhã ba la mật là người đó vượt ra tam giới qua những cái ái hà, những cái sân mê biển ái, cho nên người ta gọi bát nhã là thuyền. Người ta minh họa nó ra vậy thôi, mà người ta minh họa vậy để mình nương đó mình hiểu, nương ví dụ đó mà hiểu, rồi mình đi lại cái ông Phật mà phải là chiếc thuyền đấy thì mình đi sao được. Cho nên là tôi nói nếu mà nó kỹ ra nó cũng nhiều cái nó sai lầm dữ lắm ở trong đạo Phật, mà sai lầm là nhà văn nhà thơ có những nhà trí người ta dùng cái từ ngữ nó chứa những cái tỷ dụ, những cái ẩn dụ, những cái bát dụ, những cái biên dụ. Thí dụ tôi dùng nhiều cách thí dụ trong kinh Niết Bàn đưa ra có 8 cách thí dụ mà mình không hiểu đó, mình không chịu học, rồi mình đi lại Phật là dược sư, cần gì mới lại cái ông Đông Phương dược sư Liên Quân Như Lai mới được, cần gì mà phải lại ra cái dược sư sát pháp mới là sáng hối được. Cái ông mà bày ra cái cuốn dược sư sát pháp đó, cái ông đó là cái ông không phải ông tổ thiệt. Cái chuyện gì mà phải lại cái ông dược sư đó mới được, còn như lại ông Phật Thích Ca không phải là dược sư hay sao? Phật Thích Ca là vô thượng y vô mà, là pháp dương vô thượng tôn mà ta nhớ vô lương thất mà lại Phật Thích Ca không được, làm sao mà phải lại là dược sư để cầu nguyện? Vì còn những cái sáu lương hoàng đó, mình lại sáu lương hoàng cho cộng sự sống ra đó, lương hoàng sáu là người ta đặt ra đó, người ta rút cái tên Phật này Phật nọ Phật kia ở trong kinh này kinh nọ, không cần là một ông Phật Thích Ca là đủ tất cả Phật, một Phật Thích Ca là vô thượng y vô, chứ gì phải lại cái ông y vô nào khác nữa. Phật là vô thượng y vô rồi còn lại cái ông y vô nào khác nữa là chi? Cho nên là các cái ông mà làm ra nhiều cái sống hối để lại đó, là tu nó không có thật đâu. Mấy cái ông đó gọi là thiền sư hay là pháp sư hay là cái gì sư đó đều là những người đó không có Phật thật. Bởi vì những người mà tu được Phật người ta mới dạy lại. Tại sao những ông Phật đó phải người ta mới lại mới phù hộ là sao? Còn người ta không lại mình không phù hộ là cái gì kỳ cục vậy? Tu làm gì kỳ cục vậy? Phải hành nãy cho người ta lại mình mới giúp đỡ, mới phù hộ là sao? Là sao có nghĩa được? Vậy mà tâm như trẻ không chịu nghe, rồi Phật tử cũng không nhận thức, rồi cầu nguyện gia sinh là không có trong đạo Phật, cái đó là tà kiến đó, tà là vậy đó. Còn đây mình đọc chánh kiến thì chánh kiến là vậy đó, chánh kiến là cái thấy của mình là chân chánh, là đúng chân lý. Còn tà kiến là cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của mình đó, nó phi chân lý, nó không có chân lý, gọi là tà kiến. Còn chánh kiến là cái thấy, cái biết của mình đó, nó đúng chân lý. Thí dụ như người ta nói cơm ăn là nhất định là người cái người đó sẽ được no, cái đó là chánh kiến. Mà có người nào đó nói ô cần gì phải lấy gạo chi, lấy củi một cái cà bỏ vô nấu ăn chút rồi có ăn cái gì, cái đó là tà kiến. Anh nói láo, anh nói bậy, anh nói gạt, anh gạt mới thành ngu. Lấy mớ cát kia bỏ vô quậy đó, rồi bỏ đường vô ăn cũng no vậy, không được, cái đó là tà kiến. Còn người ta hay ta nói lấy bột, hay không, bột mì, bột khoai hay bột gì đó,
một cái lớp gì đó, tôi quậy nước sôi vô vô ăn là dứt khoát là đang xỉu gì đó mà chế vô một miếng là bổ từ từ đó. Thế thì tính với tà là vậy đó, tính với tà là thí nghiệm được hết, chứ không ai muốn nói sao đâu. Người ta nói sửa là bổ, thì cái người mà xỉu chết đó để sửa vô chấm chấm trong cái môi một chút xíu là rồi là nhỉ vô chừng muỗng cà phê thì từ từ vậy đó. Rồi là ta tỉnh đó, tỉnh rồi lại làm cái cháu uống thêm nhiều được. Rồi sau cái uống sữa đó ta mới cho ăn cháo lỏng, ăn cháo lỏng rồi từ từ lên là một vài ngày rồi ta mới cho ăn cơm được. Mà nấu cơm ăn là no, cái đó là chánh kiến, là chân lý. Còn bảo lấy cát thì quậy đường vô uống lát nó khỏe, không có. Mà uống không khỏe có nghĩa là cái đó không đúng, cái đó là sai. Cho nên đạo Phật là phải vì con người, dạy tu tập là phải đem lại sự an lạc cho con người, tức là giải thoát. Mà giải thoát tức là con người phải được tự do, tự do trước thất tình, tự do trước lục dục, không bị thất tình lục dục đó nó còn nó trói mình, nói cỡ nào cũng không hết. Là tại vì cái truyền thống lâu đời quá, bị quân tập cái ý niệm sai lầm nhiều quá, trong đó có Khổng Tử đóng góp bằng sai lầm đó. Khổng Tử dạy kiểu phải thờ phải cúng đó mà. Nhưng mà Khổng Tử cũng có câu xài được lắm trong cái đạo Khổng Tử đó. Là tại vì người ta hiểu lại quá nhiều Khổng Tử. Khổng Tử không có cái người mà dạy rõ ràng, chứ cũng có những cái lúc Khổng Tử tỉnh ngộ. Khổng Tử dạy rằng là kính quỷ thần di diễn chi khả dị trí hỷ. Kính quỷ thần thì người ta nói gì ta nói kệ người ta, thì mình cũng kính vậy. Nhưng mà ta xa lắm cái thứ quỷ thần, gọi là quỷ thần là người ta không phỉ báng, người ta không có cư gì, nhưng mà người ta phải xa lắm. Cái đó là câu đó là trong đạo không có. Vậy là người Khổng Tử có nói là chữ trời đó, chữ trời của Khổng Tử nói là được lắm đó. Chữ trời là thiên giả lý thế chi đương nhiên, cái xu thế của vũ trụ, của chân lý nó diễn biến như vậy, nó diễn biến ra như vậy. Thí dụ như con mà hiếu thảo cha mẹ thì sau này con của mình nó cũng hiếu thảo với mình đó. Cái chuyện đó là chuyện của trong đạo Do ta có dạy. Còn mình ngỗ nghịch với cha mẹ thì con của mình đó nó cũng sau này nó lớn lên rồi nó cũng thấy cái ngỗ nghịch của mình đó, rồi nó bắt chước mình ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch với mình. Do vậy mà Khổng Tử dạy rằng là anh hãy coi cái nước ở trên mái nhà đó, nước ở trên mái nhà nó chảy xuống chứ nó không có chảy lên. Anh đang nhìn nước đầu mái nhà kia cả, hay anh hiếu thuận thì anh sinh con ra nó hiếu thuận, mà anh ngỗ nghịch với cha mẹ anh thì anh sinh con ra nó cũng ngỗ nghịch với anh đó. Bất tinh lãnh kháng thèm đầu thủy điện điện đến đích bất sợ gì. Anh hãy nhìn cái mái nhà, hay mái nhà ngang thì giọt nước nó phóng ra xa, nó phóng ngang. Mà nếu mái nhà xuôi thì giọt nước nó chảy xuôi. Anh ngỗ nghịch thì anh sẽ thấy con sinh con ngỗ nghịch. Anh hiếu thuận thì anh sinh con ra nó cũng hiếu thuận lại với anh. Cho nên là Khổng Tử cũng có về trong đạo Khổng có những cái được, có những cái xài được, xài thuộc gì cái bằng cái đạo nhân luôn thường, cái đạo nhân luôn có những cái xài được. Nhưng mà tới đời nay thì có những cái hoàn toàn là không xài được. Người ta thấy cái đó là cái tội lỗi của Khổng Tử. Thí dụ như những người tâm can là cái đó không xài được nữa. Đợi giờ phụ nữ giải phóng mà anh đưa cái phu thê can kiểu xưa đó là người ta đã đảo anh liền. Rồi đợi giờ đó là cái quân chủ mà anh cho cái quyền hạn mà kêu bằng thiên tử rồi sử tử
của những người có tội lỗi bằng cái kiểu cái bằng tru di ta tập và tru di cứu tập, và cái đó là không được. Do vậy mà Khổng Tử là gọi là thánh chi thợ, thánh của một lúc rồi một giai đoạn đó, cần dùng cái mà anh người ta nói lúc đó xài lúc đó, mà bây giờ qua giai đoạn đó rồi anh không còn là thánh nữa. Còn giáo lý của đạo Phật là phải nói rằng là hồi đó giờ mà đem ra từ đây dính díu về sau đều là có thể không bao giờ là hậu, cái đó có. Giáo lý của đạo Phật không có là hậu, cho nên giáo lý đạo Phật là có những cái nhà qua cái nhãn quan của những cái nhà mà triết học, người ta thấy giáo lý của đạo Phật là gần như là một cái thứ giáo lý vũ trụ, thứ giáo lý vũ trụ nói được cái chân lý của vũ trụ. Do vậy cho nên là tăng ni trẻ cũng như Phật tử mình phải để ý cái đó, mình phải nói được cái chân lý vũ trụ thì cái đạo đó, đó cái tôn giáo đó nó mới được là tồn sinh với con người, chứ còn không là con người lần người ta phát hiện ra là những cái sai lầm của những cái thứ tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo kinh tế, tôn giáo luân lý, tôn giáo hoàng đường ảo tưởng lần bị rơi đài hết, bị loại bỏ hết. Nói vậy thôi chứ người ta cũng không để cho người ta loại bỏ đâu, người ta cũng lột xác à, người ta cũng nương theo thời thế rồi người ta cũng là điều chỉnh lại cái giáo lý rồi thì cũng có thể nó đi kè song song lại với các cái tôn giáo vũ trụ, rồi nó cũng có đi song song với con người cũng được. Bởi vì nó giống như là hết năm ở ngày một vậy đó, ra cái thuốc này để trị nó đó, thì nó lại kêu bằng nó đổi dạng, nó biến chất là cái thuốc trước nó trị không được nữa, nó thay đổi chất ở trong người đó, rồi một chế thuốc khác nữa. Chế thuốc khác nữa thì cái vi trùng nó cũng lại đề kháng nữa, rồi chế thuốc khác nữa, đại để là người ta cũng có thể là chạy theo thời đại, giống như là những con vi trùng nó chạy theo, nó kháng thuốc vậy, kháng thuốc để nó toàn sanh. Cho nên là nói vậy chứ cái nào nó cũng có cái cách của nó để nó toàn sanh. Cái đó là nhắc nhở rộng để cho đi trẻ suy gẫm chơi, chứ là tôi biết là không được bao nhiêu đâu, ít lắm. Cái này bởi vì nó khó nghe mà cũng khó nói, nói cái mà nếu như tâm đi trẻ mà thật sự mà nếu mà có suy tư thì làm sao mà mình quý phần đọc được. Vậy mà trong đó nó có tăng ni trẻ biết bao nhiêu người ha, là quý Phật đạo là tuyên truyền để cho người ta đi mướn Phật đạo cho ta coi ra lại thì còn gì nữa để nói. Những gì mà quan hỷ trong cái vụ đó thì là không bao giờ cắt nghĩa đưa cái đạo Phật, làm sao mà ông Phật đâu quý hơn Phật xưa nay. Phật xưa nay mình thờ mấy ngàn năm rồi đã chịu trận bao nhiêu đó đã là sai rồi. Dù là Phật đất hay là Phật đồng hay là Phật xi măng hay là cốt sắt hay là Phật đá gì, xưa nay đã sai rồi. Vậy mà mình không thấy gì chuyện đó, nó đã lỡ rồi thì không nói gì. Bây giờ đây mà mình còn tuyên truyền mà để mình đồn đại, mình tuyên truyền, mình cái bằng cái gì đó kêu mình phổ biến ra để mình kêu gọi để ta đi cúng dường ủng hộ Phật giáo là sao? Vậy mà vẫn làm được, thời đại ngày nay mà vẫn làm được cái đó, vẫn biệt bợm lừa gạt người ta bằng cái kiểu tầm thường như vậy thì làm sao mà cắt nghĩa được? Cho nên tôi nói cái đó là tôi cũng chẳng có cái là thù hận gì với cái người làm Phật đạo lại với cái người cho mướn Phật đạo, nhưng mà điều nói là cốt là để chỉ rõ cho tăng ni trẻ thấy, để có cái một cái sự tỉnh ngộ nào đó chứ, chẳng lẽ mình mê hoài vậy à? Rồi còn Phật tử cũng vậy, cũng phải có sự tỉnh ngộ nào đó chứ, còn mình đi học cái gì? Phật là giác giả, là phải là một con người,
Phật không phải là một con người gì thì không bao giờ là Phật được. Giác giả mà, giác giả là có nghĩa là giác giả rồi là con người giác ngộ, mà con người giác ngộ đó rồi nó còn cái vai trò là tự giác. Tự giác xong rồi mới đem cái vai trò đó mà giác tha, tha giác ha. Mà mai đấy hoàn toàn không có được cái nghĩa đó. Vậy mà mình dẫn tin ào ào, mình đi lại luôn. Mà cho muốn chẳng mạnh là trong một nước, mà mình còn tuyên truyền cho tất cả trong nhiều nước trên thế giới bốn nữa là sao? Mình không lên tiếng, mà mình còn tán thán, mình động viên, mình mời mọc để người ta lại, để rồi mình chia chắc tiền bạc ở trong đó. Như vậy thì mình chẳng phải là sai lầm đó sao? Nhưng mà nói đó rồi thì bao nhiêu người ghét tôi dữ lắm, rồi công kích bằng kiểu này kiểu khác, nhưng mà đều không sao. Không sao, trên đời không có ai thương ai để được cái gì, mà cũng chẳng có ai ghét ai để làm được cái gì. Chẳng qua là vấn đề thị phi nhân ngã, thì tôi ai cũng hiểu sao đó hiểu. Còn tôi thì tôi nói cái vai trò của tôi đối với một người đệ tử Phật, một người con Phật, để tôi đền ơn đáp nghĩa thầy tổ tôi dạy tôi, đào tạo ra tôi. Tôi đền ơn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, trong đó có đền ơn Đức Phật, đền ơn thầy tổ, đền ơn Đà Na Tính Thi để cúng dường, để nuôi nấng đào tạo ra những cái thằng như tôi. Thì tôi nói gì cũng mạnh vai trò mà tôi nói, chứ không có ghét cái ông làm phạm chế, cũng chẳng có ghét cái ông mà hai ba chục cánh chùa để làm gì. Tôi hành mà nhiều chùa quá là tập rồi mà không ai biết nữa. Tại sao anh tôi hành anh cấp chùa nhiều dữ vậy là sao? Thì anh nói cấp anh không được là không lên quá gối, hoặc là thằng nào nó chửi tôi đó, nó là không rửa tay lấy thì là về đâu anh làm. Nhưng mà nếu anh rửa tay lấy, anh lấy cái đó để làm gì cho ai chứ? Cho nên là cái làm chùa đó là tạo cái mình làm sao mà để mình nói tiếng Pháp được cho ta nghe, dạy cho người ta tu hành là mới quý. Chứ còn mình cắt chùa để cho người sau tu hành đó, mình cái biện minh đó không có được. Cái lý lẽ đó mà để biện minh thì cho cái hành động mình đó không có được. Chẳng lẽ mình khôn hơn Phật Thích Ca? Phật Thích Ca là một người không có trí tuệ à? Cha của Phật Thích Ca là Phật là vua ha, hoàng thân quốc thích. Xung quanh Phật Thích Ca là đều là hoàng thân quốc thích. Vậy mà Đức Phật đâu có cần tới nguyên tiền để lập chùa nhiều để cho người sao tu. Chùa chèn tỉnh xá Phật có nương có tá túc, nhưng mà đều cư sĩ ta làm sao ta làm. Cư sĩ ta làm được cái nào thì cũng dùng cái đấy, nhưng mà không có quý cái đó. Tự thân mình không có đi làm chùa mà chạm trổ kỹ lưỡng là tôi đi nhìn mình những cái chùa mà tôi nghe các bậc tiền bối nổi danh trong lịch sử á, là bà đi tới tôi thấy cái chùa mà chạm trổ uống cho cha chạm cực kỳ tráng lệ. Tôi hỏi cái chạm cái này bao nhiêu năm mới rồi, cái chùa này ông tổ này là bao nhiêu mấy chục năm mới rồi cái chùa này, thì thế thì lúc nào ông tổ sẵn ra, lúc nào cái ông tổ đó được nhẹ nhàng được xuất xứ, và lúc nào ông tổ đó mới hết xin tiền. Thế thì xin tiền hoài vậy. Thế là một đạo nó thầy bốn này, thầy bốn kia, thầy bốn bên nọ, giờ thầy còn tính chạm bên này, thầy tính đục bên này, cất cái này, xây cái này để đền ơn Tam Bảo. Tam Bảo ở đâu trong? Tam Bảo ở đâu trong cái chùa đẹp? Tam Bảo ở đâu trong cái trang trí lộng lẫy? Mình làm cái đó rồi để đền ơn Tam Bảo, nghe cái đó không có trúng gì cái điểm. Vậy mà Phật tử vẫn nghe được là sao? Vẫn cho rằng thầy mình là không hơn Phật Thích Ca, vậy mà mình vẫn quý thầy mình là sao? Vậy thì ông Phật Thích Ca là cái người gì? Phật Thích Ca còn đời vậy thì chẳng phải lẽ Đức Phật không có trí tuệ hay sao? Vậy mà mình hiểu được cái kiểu lạ đó. Thế thì là đại để là tôi nói cái đó, tôi nói cái nãy giờ đó chưa có vô cái bài chánh kiến vậy đó, mà cái đó là nhắc nhở tu học về về cái mục chánh kiến đó.
mà chánh kiến là nó tương quan tới chánh tư duy, mà chánh kiến là cũng tương quan tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm và chánh tinh tấn luôn đó, và chánh định luôn đó nha. À, bởi vì nếu mà mình có một cái chánh kiến là mình có được là bảy cái chánh kia. Bởi vì cái chánh nào nó cũng có ý thức tổng hết. Nếu mà chánh kiến thì ta gọi là nhãn cầu ý thức. Mà nếu mà mình nghe cái lẽ mãi mà mình biết là ta gọi là nhĩ cầu ý thức. Mà mình ăn cái mùi vị mà mình biết cái ngon cái dở và cái nào là chánh, cái nào là không chánh, cái nào ăn, cái nào là tà đó, thì cái đó gọi là thiệt cầu ý thức. Rồi còn câu trong việc ăn ở của mình đó là nó có tương quan tới gọi là thân cầu ý thức. Thành ra là hàng ngày mình sinh hoạt ở trong ngũ cầu ý thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm món đó có tương quan chặt chẽ với ý thức. Không bao giờ không có ý thức mà có là nằm cái hoạt động đó được. Do vậy cho nên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó tương quan tới là nhãn cầu ý thức, nhĩ cầu ý thức, tỷ cầu ý thức, thiệt cầu ý thức, thân cầu ý thức. Do vậy mà mình tập được một cái mà chánh kiến thì mình tư duy được cái năm cái món kia luôn, bảy cái món kia. Tu tập được chánh kiến thì mình có thể sẽ có chánh tư duy, bởi vì cái tâm, cái ý thức của mình đó, cái tâm mình đó, nó đã có cái tiêu chuẩn rồi. Mà chánh kiến mà tốt rồi thì chánh tư duy được, chánh kiến chánh tư duy rồi chánh ngữ được, rồi chánh nghiệp được, rồi chánh định tánh được, rồi chánh niệm được, rồi chánh định được luôn đó. Vì vậy mà phải tập cái chánh kiến thật kỹ đi. Trong kinh này là Phật dạy chánh kiến là để trước rồi, bởi vì nó con mắt nó nhạy cảm lắm, cái thấy nó tác động vô trong ý liền à, biết cái đó là đúng, cái đó là sai, biết liền. Cho nên ta gọi là nhãn cầu ý thức, tức là con mắt nó cộng, nó chung cùng, nó cộng lại với cái ý thức mà có ra cái hiểu biết chân chánh thì ta gọi là nhãn cầu ý thức. Giờ vậy mà cái thấy nói là cái thấy thôi chứ kỳ thật là cái thấy bằng không phải là con mắt mà thấy đâu. Mắt là nó là một cái hình thức thuộc về sắc quẩn, gọi là nhãn căn, chứ con mắt không có thấy. Thấy là phải có cái tâm và cái ý bên trong mà. Vì vậy mà con mắt nó có chính điều kiện nó mới thấy được, đó là không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản và chủng tử, nó có 10 cái duyên nữa mới con mắt nó mới thấy. Cho nên là nội cái về chánh kiến không đó là mình phải học kỹ lắm mình mới biết nữa. Còn không có học mà chỉ đi tụng kinh đáp để mà học làm đáo rồi đàn rồi kèn hát rồi sướng rồi đề than rồi khai xá rồi cái đó làm sao mà biết được đạo Phật. Rồi an vị Phật mà ông Phật được mua về là phải lấy khăn đỏ trùm lại, rồi bây giờ mấy thầy nó vẽ hát vẽ cho con để khai quan điểm nhãn để cho Phật có trí, để cho Phật nó mới thấy, để cho Phật biết nghe. Trong trạng ơi cái chuyện đó gì mà làm được mà tin được là tôi phục quá trời quá đó. Phật mà do ba cái thằng đệ tử cùng làm vậy đó mà nó làm mình mới thấy được. Nó không có làm cái đám vậy đó, nó không có hò hét, nó không có vẽ, nó không có quả phù quả chú vậy đó thì ông Phật không nghe, không thấy, không ngửi, không đếm, không xúc, không biết gì được hết. Và bây giờ mấy đệ tử của đàn đó cũng đang vậy mà hiểu được là sao. Rồi còn như cái mỏ hồi xưa là Phật Thích Ca không biết cái mỏ là để làm gì nữa, mà bây giờ mua cái mỏ về mấy triệu bạc, đệ tử là cầm lưng nó hùng vô đó. Nên cầm lưng là ví dụ như cái vùng này hái cà phê là mấy chục ngày đó, mấy tháng mới mua được cái mỏ, nên về là đẩy lại
đây lại rồi á, tức là cái do mấy ông đệ tử của lành nó vẽ cái gì đó rồi dở cái mỏ ra rồi sau này mới đánh mới được, cho nên nó không vẽ thì đánh không kêu hay sao. Còn hài hước nữa là ba cái thằng học trò tôi mà tôi bắt nó không kêu, nó có bài nó ngủ trưa nó ăn nó chơi không rồi nó coi cái chùa Thủy Minh cái chỗ mà nó chơi cái chùa tôi cái mấy thằng đó là nó cờ bạc rồi nó ăn chơi rồi nó trốn đi bằng đêm tùm lum. Nhưng mà bổn đạo đem lại mấy cái tượng thần tài, tượng tổ công thôn địa, tượng bà chú sứ chỗ đọc bốn chỗ đọc ba gì đem cho nó vẽ bùa vẽ mặt để khai qua biểu nhãn về thờ. Tôi thấy thì tôi muốn chết luôn vậy đó, muốn chết cho nó rồi, nói không có nổi. Một mình coi, một mình nói, nó ghét rồi thế. Có lần nó lấy một cái bình nhang, cái bình bông, nó để đó, nó trên bình bông để đó là cái búa, cái dao, cái lươn. Tôi giờ tôi thấy tôi cười, tôi nói biết rồi, chưa nói chi đã biết rồi, đừng ai gạt tớ biết chi. Nói chi không trúng bằng chi đáp, mà chuyện ý gian tâm khó lọt qua. Ta biết là nó nói nghĩa là nếu mà tôi mà còn giáo dục mà còn mà uống nắng kỹ lưỡng theo cái đường lối của tôi đó là coi chân chúng mày phải lên bàn thờ ngồi đấy, tức là cái bình cư nha, và chúng mày phải bị cái dao này với cái búa này đó, có nghĩa là dao và búa nó lấy nó trừng trị đấy. Thành ra tôi thấy cười rồi đó, thôi coi chừng đấy nha, tất cả nhân viên ở đây coi chừng, nó cảnh cáo mình rồi đó. Cái bình nhang cũ nó lấy đâu trong cái nhà nó thờ cốt đó. Lấy bình ba cái bình nhang cũ mà có chuyên nhang đàng hoàng rồi hết rồi, đừng đem đốt nhang cầm đi đốt đó, để cái búa đông đình mà thứ búa là một ký là viên cái dao yến, rồi yến cán nhẹ cán kiểu mà của trong cái phim mà ông Quỳnh Trân Nghệ đóng cái dao nó xả cái là tiêu hoài. Cái cán thì cục mà cái lưỡi thì dài nặng ngọn, để vào với hai cái búa bình bông cái bát nhang nghi gốc. Rồi tôi nhắc nhở mà thôi đừng có nói nữa, bây giờ thì lo cái việc ở bên trường này đi, đừng có cãi cọ nữa nghe không, lên mà thờ ngồi đấy. Cái đó có giờ vậy cho nên tôi nói này cũng nguy hiểm lắm đó cháu, bữa nào đem giao múa để nữa giờ nó cũng không hết luôn. Coi gì chứ nhà nước người ta cũng đàng, coi gì chứ nhà nước người ta cũng đàng hoàng chứ, ta cũng giữ gìn an ninh trật tự, chẳng qua là tệ lắm mà nó mới làm lén được chứ đâu có dễ. Bổn phận nhà nước, trách nhiệm nhà nước, người ta không để cho cái thành phần nó làm ra, bởi vì làm ra nó tổn thương cái uy tín, cái thành danh của nhà nước, của là khuấy động xã hội không làm ăn được, cho nên người ta có bổn phận phải giữ gìn. Nói không có hết, nói những cái chân kiến tỉ mỉ ra vô số cá tà kiến, nhưng mà nó ác là cái là mình phải có cái trí tuệ, mình nhận thức cái nào là tà kiến thì mình mới biết được cái chân kiến. Muốn biết được chân kiến là mình phải hiểu tà kiến, mình phải biết cái đó là gọi là cái cây là công thì mình mới hiểu được cái thế nào là cái cây nó ngay. Phải muốn biết thế nào là sai thì mới nhận thức được cái thế nào là đúng. Phải biết rằng cái món ăn đó là dở thì mình mới có thể biết được cái món ngon. Do vậy mà hai cái đó nó đi đôi nhau. Vì vậy mà tu hành mình phải tập, mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Cho nên là thiền định về trí tuệ đó, tu thiền định là cốt để sanh ra trí tuệ. Mà có trí tuệ là người phải nhận thức được cái nào là tà, cái nào là chánh mới gọi là người có trí tuệ. Chứ tu hành mà mình không nhận được cái tà, mà mình không nhận được cái tà có nghĩa là mình không hề có cái chánh. Nếu mình có cái chánh
mình có cái ngay thì mình đem có cái thức ngay mình đưa vô cái gì câu mình là cái câu kia nó không ngay rồi. Mà đây là cái câu mà mình không biết, có nghĩa là mình không có cái ngay. Vì vậy mà phải học, phải học tánh và tà cho nó rõ. Muốn học tánh kiến phải biết tà kiến, phải có cái trí gọi là tập pháp. Cái trí tập pháp đó là mình phải lựa chọn đó, mình phải giảm tập đó. Cho nên tụi mình bữa hổm tụi nó không biết là nó có nói cái đó nó có rõ hay không, không biết ha. Chứ còn cái trí tập pháp quan trọng lắm á, mình phải chọn đối tượng và phải có đối tượng để cho mình tư duy, chứ không thể không có đối tượng. Cũng như mình muốn biết cái đó là chánh là mình phải có nhận thức được những cái gì là tà. Nhắc nhở không, cái đó gọi là nhắc nhở đó. Tôi nhắc nhở lần nữa, bắt đầu là vô cái bài chánh kiến này, cái bài thơ chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến là bắt buộc người tu hành phải có chánh tâm, có chánh tâm. Có chánh tâm thì mới chánh kiến được. Bởi vì tâm hay là ý hay là thức, ba cái tên đó kể như một đi nha, nó gọi nghĩa là kể như một. Gọi là tâm hay gọi là ý hay là thức, kể như một. Mà muốn có chánh kiến thì phải có nhãn cầu ý thức. Cho nên là có chánh kiến là phải có, gọi là nhãn cầu ý thức. Muốn có chánh tư duy cũng phải có nhãn cầu ý thức. À, ý thức là luôn luôn, luôn luôn là nó không có lúc nào là không có ở trong sát căn của mình. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhìn ra ngoài cũng vậy. Để ý mà học, nếu mà người muốn học, để ý mà nghe, nghe mà nghiệm. Nếu mà mình muốn nghe muốn nghiệm ha. Bây giờ nói thử cái bài bát chánh đạo này nha, chánh kiến này nè. Úi trời trời, thế là cái bài này không bao giờ nói hết được rồi. Tôi đọc cái bài Tham Thiền thứ 18 ở trong cái tập, trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tay thứ 3 về cái phần đạo đế. Trong phần đạo đế thì đây nó có bảy nhóm: tứ niệm xứ, tứ thiên cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Nó rồi giờ bữa nay là bát chánh đạo này nè, bát chánh đạo ở trong đạo đế. Bát chánh đạo thôi nè, bài thơ này nói về chánh kiến nè. Kiến hoặc sơ trừ thuở phát tâm. Đấy, thế là chưa động, nãy giờ chưa động thì tới kiến hoặc hết rồi. Nhưng mà mình học mấy bài trước rồi mình ôn lại ha. Chứ mà trong cái chánh kiến là phải có những bài kiến hoặc tâm. Kiến hoặc sơ trừ thuở phát tâm, nghĩa là ngay cái lúc mà phát bồ đề tâm mà gọi là mình là người đệ tử đó, gọi là người đệ tử Phật tại gia thôi đó, là đã phải là học tu sao trừ kiến hoặc rồi đó.
đó, cái bài chánh kiến là cái câu đầu như vậy đó. Kiến luật xa trừ thổ phát tâm, tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm. Phải có thầy chánh kiến nha. Phật tử tại gia là phải tìm thầy chánh kiến để mà quy y đại lầm. Phật tử xuất gia cũng phải có thầy chánh kiến, thầy minh sư để hướng dẫn mình tu tập mới được đó. Chứ không phải là thầy nào cũng được nha. Không phải là biển cạo tóc là có y nhiều điều, y tốt, y đẹp, y giải tố cho được của Hồng Kông, của Ngoại quốc là được đâu, không có hãi. Đừng có mê cái đồ đẹp. Phật tử có nhiều người mê đồ đẹp. Thấy ông thầy mặc cái áo mà cái tay cầm một thước rồi quán rồi nể, rồi thấy ông thầy mà đội cái mão nghe là 12 triệu nể. Có một giai đoạn mà mấy ông đệ tử của tôi nói đệ tử thì năm nay cũng trên 60 hết rồi, cái đám còn cũng trên 60 mà cái đám chết rồi cũng có, mà nó ngồi mà nó khoe cái bộ y đó như cái mão đó, là rồi tôi nghe thì tôi muốn chết đi cho rồi, tôi hết muốn sống. Ông ấy thì nói cái bảo tôi là đóng 8 triệu đó ông nói ông có 8 triệu, tôi đóng cái bảo tôi là 12 triệu. Mỗi ông vậy đó nó có cái bảo gọi là bảo tì từ lưu tức là bảo trí bí. Rồi cái nữa là bảo hiệp trưởng là nó có cái kẻ ở trên đó, nó có cái hẻ ở trên nó giống như là cái mũ của lính đầu đỏ hồi xưa vậy đó, có cái kẻ nên nhìn nó tưởng tượng như là hai bàn tay chấp lại là hiệp trưởng. Hiệp trưởng hiệp là chấp lại, chứ trưởng là bàn tay, giống như hai cái tay mà chấp lại nó hở vậy đó. Cho nên cái mã nó gọi là mã hiệp trưởng. Rồi theo phù rồi nó nặng đồng sau đó mà ông nói tôi 7 triệu, ông nói tôi 8 triệu, ông nói 12 triệu. Rồi còn y thì chàng đất ơi, có lúc đó cái bà tự cung bà cúng y, ông thầy là ông được y bà tự cung cúng, ông mừng mà ông nổi danh lên đó, nghe tội nghiệp hết sức. Bà tự cung cũng là một bà mẹ của vua thôi, và vua có đại mà dù là bà mẹ của vua đi nữa cũng là một người. Chẳng qua là làm bà hoàng hậu vậy thôi. Là mẹ của hoàng hậu, hoàng thái hậu vậy thôi. Mà hoàng thái hậu này đương nhiên là người ta quyền cao lộc trọng là người ta về mặt triều đình. Chứ còn cái gì cái mặt đạo đức thì là có thể là bà chưa hiểu gì cả cũng có. Thế thì bà cúng như một cái tâm trạng của người Phật tử mà cúng lấy cúng cái mã cho ông thầy thì có gì đâu lạ. Vậy mà đồn với nhau, phấn khởi nhau mà đồn rằng là ông thầy này là vui tính ghê gớm cho nên mới được bà tự cung cúng bộ y hậu. Thế thì cái đó tôi có nghe hết á, nhưng mà mình chỉ đau ở trong lòng mà thôi, chứ mình nói ra không có được. Thật sự là hoàng thái hậu đi nữa cũng là ta cúng y cúng máu để cho mình tôi thôi, không có cái gì cái giá trị gì hơn là cái người Phật tử khác. Vậy mà đồn nhau rồi lại quý trọng cái ông đó, ôi từng mốc ông đó. Mà sự thật ông thầy đó là ông có cái khả năng là ông gian giái cầu nguyện lại lục khấn khứa như những cái thứ mà gọi là siêu hình duy tâm á. Nhưng mà trong đó nó có cái loại ma quỷ, cái loại ma quỷ mà tôi muốn nói đây chẳng hạn như là trong cái tướng ma nó có phiền não ma, thiên ma, ngũ ma, tử ma. Mà có cái loại thiên ma theo tôi học đạo Phật đó, thì có cái loại mà tôi gọi thiên ma đó là cái loại đó nó có cái xu thế, nó
nó suối quẩy người ta cúng dường tiền bạc nhiều cho những người tu hành, để cho những người tu hành mà đam mê về tiền bạc, về sự nghiệp, về ngã sở hữu, về sự nghiệp của mình đó, mà lơi lỏng, bỏ mất cái sự tu hành, bỏ mất cái trách nhiệm, cái tính tư duy, cái tính ngữ, tính nghiệp, tính mệnh, tính tinh tấn của mình, để đặng mà xa đọa vào trong cái con đường của ngũ dục, thì cái đó trong đạo Phật thì gọi đó là thiên ma. Cho nên với cái nhãn quan mà của cái người học đạo mà cỡ như tôi vậy, tôi thiền định, tôi thấy đó, tôi thấy là những đại gia cúng nhiều, những hoàng thái hậu rồi gì đã cúng nhiều, cúng sự kiện tu truyền đó, tôi không có mừng gì hết trơn. Tôi cho đó là một cái hình thức của cái loại ma dương, mà theo trong kinh nói đó là một cái hình thức khuấy rối. Chữ ma có nghĩa là khuấy rối, có nghĩa là dịch dây trói buộc, kèm hãm con người, không cho con người ra khỏi tam giới. Thì cái loại đó trong kinh điển thì gọi là thiên ma. Do vậy mà đối với tôi là tôi nghe cái đó tôi không có mừng, nhưng mà người ta mừng dữ lắm, ta đồn đại, ta kính quý, ta tôn trọng cái người được cúng, cái đó nghe rất là đau lòng. Đau lòng không có nghĩa là tôi ghen tị với cái bộ đồ mà tố sổ gì của Hồng Kông, hay là cái mão của báo, tôi có cái đó trò tôi không lấy, đừng nói mừng. Nhưng mà nghe cái mà thích thú, cái ham mộ của những người xung quanh nghe đau lòng lắm. Thì nghe ba ông học trò mình mà nó khoe ra cái bộ y của nó là mấy chục triệu, cái bảo nó là mấy triệu, cái triệu như thế, nghe đau lắm. Nhưng mà nói đâu có được. Cái Phật giáo Việt Nam của mình thì ai muốn tu sao tu. Còn Phật tử cũng vậy, Phật tử là thích cái nào theo cái đấy chứ không ai có quyền nói gì hết. Mình cũng biết lẽ phải vậy nên mình cũng không có quyền nói. Nói nó mất cái tôn trọng tự do tín ngưỡng của người ta sao? Rồi người ta nói mình là thị phi nhân ngã là tại vì là mình không làm được con trâu ăn, mình là trâu cọp, trâu cọp chứ hết trâu ăn. Cái người được người ta cúng dường, còn mình không được cúng dường cho nên mình sống nói. Không phải vậy, nhưng mà do vậy mà mình không được nói. Nếu mình nói, mình nói ra đó, thì Phật tử người ta nói, ta hiểu lòng, ta nói trâu cọp ghét trọi, cho nên là chịu trận với nhau vậy đó. Tại sao cái bài thơ này là kiếm quật xa trời thổ phát tâm? Vậy thì Phật tử tại gia trong lúc phát tâm có xa trừ, có thầy hướng dẫn để mình xa trừ chưa? Mình có gặp ông thầy để hướng dẫn, hay là niên trưởng nào đó hướng dẫn mình xa trừ cái kiếp vật ngay cái lúc mà mình mới quen, mới phát tâm chưa? Nếu như Phật tử mà quy rồi, phát tâm rồi, có chùa rồi mà cái gì mà mình quy đó mà không có dạy mình xa trừ kiến quật là coi chừng á, mình tu cái chỗ đó sai lầm rồi đó. Tu chỗ sai lạc rồi, hình thức thì có mà nội dung thì không đó nha. Cho nên cái bài này nó kiến quật xa trừ thỏa phát tâm, tìm thầy chánh kiến khỏi sai lầm. Phải tìm thầy có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệm, có chánh niệm, có chánh tự tánh, có chánh định. Nghĩa là thầy tương đối là phải có bát chánh đạo. Dù không trọn vẹn, dù mình biết rằng thầy mình chưa trọn vẹn lắm đâu, nhưng mà nếu mà ta được 50%, 70%, 80% còn hơn không có. Còn cái phần tu tinh tấn hơn nữa là mình có quyền tu tập hơn thầy mình cũng được. Chứ không phải thầy mình có 70% rồi mình không vượt hơn được đâu. Không, thầy mình có 60% chính kiến thôi. Mà dạy đường chỉ đối với mình rồi, mình có thể mình đạt lên 80%, 90% chính kiến vẫn được kia mà. Thậm chí
chí là mình 100% cũng được kia mà. Vô nhà đâu mà tôi nói như vậy? Vô nhà Phật Thích Ca xưa kia cũng trong lúc mà đi tiền đạo, đi học cái đạo với nhiều thầy, mà thầy dạy rồi mà Phật Thích Ca cáo từ mà đi, có nghĩa là chưa bằng lòng thầy mình chứ gì? Có nghĩa là thầy mình đâu được 80-90 gì đó chứ gì? Nhưng mà sau đó Đức Phật tự tu, Đức Phật khi mà chứng đạo là không có thầy chỉ dạy mà tự mình ngộ. Thế thì là dầu thầy mình có 80-90% chánh kiến giác ngộ đi nữa, mình cũng có quyền đạt 100% được kia mà. Do vậy cho nên là mình phải tìm thầy có chánh kiến là vậy. Dầu không được 100%, 60-70-80% rồi mình có thể vượt bằng cỡ nó hoặc là vượt hơn cũng không, cũng điều đó cũng vẫn là chân lý. Tên thầy tính kiến khỏi quan đường quyến hoặc tên quan đường quyến hoặc tên tên và tên quan đường quyến hoặc đây là mê tính đó nha. Chứ mê tính này là tôi nói nãy giờ là nhiều thứ mê tính lắm, nói là cả ngàn thứ á. Nếu mà mình chịu khó ngồi ghi ra là cả ngàn thứ, mà cả ngàn thứ nó có hết được. Ngàn thứ thì chẳng qua là mình tóm tắt kiểu nào đó, chứ mình nó bỏ cả ngàn thứ là hết được cái mê tín đâu. Dựa vào tôi nói vậy, tôi dựa vào đàng hoàng chứ. Dựa vào pháp chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh tức là cái tâm chúng sanh mình vô biên. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não vô tận tức là mê tín cũng vô tận. Cho nên đối với người tu hành mà ta có trí tuệ và ta nhìn đâu cũng là phiền não, nhìn đâu cũng là mê tín, điều đó có. Ta thấy đâu cũng là phiền não được hết, đâu cũng là mê tín được hết. Do vậy mà nó tạo cái tướng đế này, nó có cái thứ gọi là vô lượng tướng đế. Vô lượng tướng đế cũng là khổ đế vô lượng, tập đế cũng vô lượng, duyên đế cũng vô lượng, dịch đạo đế cũng vô lượng, là phải học tướng đế hay kêu gọi là vô lượng tướng đế đó. Cái đó sâu nữa, cái đó tâm như trẻ còn phải học nữa, Phật tử còn phải học nữa. Do vậy cho nên kế hoạch này là tôi nói như là cho phép tôi rụt sư rụt chắc. Nếu mà ngồi mà nói tỉ mỉ cũng không bao giờ, bởi vì phiền não vô lượng mà. Chúng sanh đã vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô pháp môn vô lượng thầy nguyện học, thì phiền não vô lượng thầy nguyện đoạn. Mà đã là vô lượng thì là sao đó? Nói như vậy không có nghĩa là không đoạn hết được, nó có cái cách này, nhưng mà đừng phải học nữa mà được, chứ còn nói lần sao nó hết được. Tiền tài chánh kiến khỏi sai lầm quan đường quyến hoặc tinh, tức là tinh quan đường của ngặt đó là mê tín ha. Uổng phí công phu cúng bái chùa, cúng chùa lễ bái của chùa, xây dựng chùa uổng phí công phu đó nha. Trong chùa không có Phật đâu, Phật là do mình mua, mà đã ra mình mua thì sao lại Phật được. Phật là phải cái người xuất ly tam giới, người vô thân mình. Phật là phải là tam giới chư đạo sư chứng sanh chư từ hộ. Chứ Phật mà mình bỏ ra mình mua thì sao gọi là Phật được. Tuy nhiên cái đức tin từ lâu đời quá rồi thì mình có thể tạm chấp nhận những cái đã lỡ có rồi. Chứ còn mà cái người mà được minh sư và dạy bảo là ta không cần mua chùa bằng ngàn ngàn tỷ đâu, ta không cần mua Phật cả bao nhiêu trăm triệu đâu, ta cũng không cần là cúng để mà làm cho đẹp đẽ tâm bảo, ta không cần cái đó. Tâm bảo là tự tất, nó bảo là tự quy Phật của mình, tự quy pháp của mình, tự quy tâm của mình, ta gọi là quy nhất thể tâm bảo, phải học cái đó. Chứ còn mà mình cúng mà để rồi mua Phật rồi mua chùa rồi mua đất rồi mua đai rồi mình mua về thì mình lại cho nó lỗ dữ tận nè.
Giờ tôi đọc lại nguyên câu 4 câu đó. Ồ, kế hoạch xa trường thổ phát tâm, tìm thầy chánh kiến thì khỏi sai lầm, quan đường nguyễn ngọc tinh là mê tín, uổng phí công phu cúng bái chùa. Ông nói rồi tôi tính thì nói hết rồi, nói cuối cùng là cũng nhiều quá, thôi dừng ở đây vậy. Mong rằng là tâm đi trẻ bình tâm suy gẫm để mình lựa, gọi là tập pháp rồi, để mình lựa cái đúng mình sửa, còn cái nào mình thấy sai mình phải bỏ. Điều đó không có gì xấu hổ, không có gì tội lỗi hết. Lỡ sai thì bỏ, sửa lại. Mà bỏ là bỏ luôn á, không tái phạm á, thì trong đạo Phật phải gọi cái đó là sám hối đó, không có gì xấu hổ hết. Còn nếu mà mình ngoan cố, mình không có cái trí tuệ để mà tập pháp, để mình nhận thức cái nào là tà, cái nào là chất ha, thì coi như là cái cuộc tu hành của mình là uổng công phu thôi. Nó biết cái đạo Phật đó là thành cái đạo Phật tứ ngữ, đạo Phật nguyện hoặc quan đường, đạo Phật kinh tế, thì cái đó mình có tội đó, mình có tội, mà tội không phải ai khác nữa, tội đó tức là mình không hề có giải thoát gì hết, không hề có giác ngộ gì hết, không hề ra khỏi cái nhà tù của tam giới gì hết. Đại đế là tội là vậy đó. Chứ Phật Thích Ca thì tổng có là sai cái ông nào để đi theo dõi để bắt tội của các Phật tử tại gia cũng như xuất gia, không có. Phật không hề bắt tội ai, ai ăn thì đến no, ai ngủ cũng thấy khỏe, ai tu thì lấy giải thoát giác ngộ, ai mở trói thì ra khỏi xiềng xích buộc ràng, ai ra khỏi, ai đánh đổ được cái thằng ngục tù tam giới thì ra khỏi tam giới. Còn bằng không là mình bị nhốt ở trong cái nhà tù của kiếp vật tư vật trần sao vật vô minh vật vậy thôi, chứ Phật chẳng bắt ai. Ôi gần ở đây vậy hết giờ.